Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đang điều tra, xử lý và triệu tập những người liên quan đến vụ va chạm giao thông rồi dùng hung khí đập phá xe máy của người đi đường trên phố Trường Trinh xảy ra vào trưa ngày 24 tháng 9. Theo nội dung clip, sau khi xảy ra va chạm trên đường Trường Trinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội, một nam thanh niên trong nhóm này bị thương ở chân. Riêng người phụ nữ mang bầu thì ngồi bên vệ đường, được người dân lại gần hỏi han, chăm sóc, Bất ngờ, một nam thanh niên khác trong nhóm cầm vật giống gậy sắt ba khúc chạy ra giữa đường với thái độ hung hăng, rồi dùng gậy sắt vụt liên tiếp vào phần đầu một chiếc xe máy đang dựng ở giữa đường. Đến 17 giờ 30 phút chiều cùng ngày, công an quận Thanh Xuân đã triệu tập đối tượng dùng gậy đập xe máy của người dân. Nam thanh niên này sinh năm 2003, chú phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Sự việc xảy ra trưa ngày 25 tháng 9 trên quốc lộ 1B, đoạn qua xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 20 phút trưa cùng ngày, xe ben chở đá mang biển kiểm soát 20C05970 lưu thông trên quốc lộ 1B hướng quảng trường Đồng Hỷ đi đường tròn Tân Long. Khi đi qua cầu Cao Ngạn, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, một đoạn thì bất ngờ gãy hai bánh đôi phía sau bên trái. Sự cố khiến xe ben sập xuống nghiêng về bên trái, hư hỏng nặng, hai đôi bánh rụng rời ra đường. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người, hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Tài xế phanh cháy lốp tránh bé gái bất ngờ chạy sang đường. Mới đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tài xế xe tải đang lưu thông trên đường phải phanh gấp để tránh đâm vào một cháu bé bất ngờ chạy sang đường khiến nhiều người thót tim. Vào thời điểm này theo đoạn clip ghi lại, cháu bé đã không quan sát cẩn thận khi băng qua đường lớn, cùng lúc đó một xe tải cũng đang di chuyển với tốc độ cao, chút nữa thì va phải cháu bé. Theo hình ảnh được camera hành trình ghi lại, một chiếc xe ô tô đang di chuyển trên đường vào buổi tối thì bất ngờ bị bốn thiếu niên chặn xe, múa lên xin tiền dù trên đường có khá đông các phương tiện đang di chuyển. Dù bực mình, nhưng tài xế vẫn cho tiền và nhắc nhở các cháu không được múa lân giữa đường nguy hiểm cho bản thân. Chứng kiến những hình ảnh trên, nhiều người không khỏi thót tim trước hành động lao ra đường của nhóm thanh niên. Bởi nếu xe ô tô chạy với tốc độ cao, tài xế không kịp xử lý thì hậu quả sẽ rất khó lường. Đạp nhầm chân ga, nữ tài xế đâm nguy kịch bố khi mở cửa cho con gái. Vụ việc được camera hành trình ghi lại cảnh đang điều khiển xe băng qua đường để di chuyển vào nhà, một người đàn ông được cho là bố đi ra mở cửa. Cùng lúc đó thì nữ tài xế đã đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe đâm thẳng vào cửa và người đàn ông. Chưa dừng lại ở đây, chiếc xe tiếp tục di chuyển đâm vỡ cửa kính rồi mới chịu dừng lại. Hậu quả khiến người đàn ông bị thương rất nặng, nhiều đồ đạc trong nhà bị hư hỏng. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn video quay cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy đứng sai làn đường còn ngoan cố chặn đầu xe ô tô. Thay vì nhường đường cho xe ô tô hoặc tìm cách lách đi, nam thanh niên lại tỏ thái độ ngoan cố chặn đầu xe ô tô, quyết không chịu nhường đường. Không chỉ vậy, nam thanh niên còn đưa tay chỉ trỏ, mắng chửi tài xế lái xe. Vụ việc khiến đoạn đường bị ùn tắc, các xe ô tô không thể di chuyển được. Quá bực tức, tài xế ô tô đã xuống xe và hai bên xảy ra ẩu đả đoạn video sau được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận đa số mọi người đều chỉ trích hành động của nam thanh niên